Rồi, tem chống hàng giả, thông tin của nhà sản xuất. Rồi, mặt sau một lớp keo duy nhất, hàng mới nguyên thùng về Việt Nam, chưa có ai khui ra. Là lớp keo đây là mặt sau, còn đây là mặt trước. Một lớp keo duy nhất. Rồi, ok chưa? Đã, chưa ai khui bao giờ. Rồi quảng cáo nó phải có tâm vậy đó. Dạ. Rồi mình cắt cái này luôn. Về lấy công ty Việt Nam đó là họ. Họ dán cái catalog tiếng Việt. Chính xác luôn, 01673 01673. Đây 01673. Trùng với lại số xe đây là cái thùng. Đây. Thì tôi đã có hai quan sát giờ luôn. Để không nhập mình mở đạt ra như quả trời. Đây, trong đây có hai cái bolo của nước ngoài. Mình bung luôn rồi nha. Hàng mới mở ra, thơm mùi gọi là đập hộp, cái mùi hàng mới mở ra đẹp ngắt ngay, không có một dấu bàn tay luôn. Rồi đây đi 720 nè. Đó. Ok. Mỗi một cây đàn thì có một số seri. Đây, số seri nằm đây. Ha. 010. Trong cái đàn nó có in không? 01673. Có, nó sẽ trùng 3 cái, như mặt đít nè. Mặt sau lưng đàn. Nó sẽ có. Rồi, cẩn thận nha. Đây có đúng không? Rồi có, đây. Đây nè, 01673. Thấy à, 01673 nè, để mình quay video nè. 01673. Rồi. Bây giờ anh có thể coi hí đây nè. Anh lật cái này lên coi dễ hơn nè. Đây nè, là anh cúi xuống coi đi. Cúi xuống coi đi. 01673, thấy chưa? Đó, nó sẽ có trùng 3 cái. Điện đi. Dạ. Cái này là quay để đóng gói rồi đó. Đóng gói. Đúng là mình phải đọc lô số seri, mỗi một cây đàn có một số seri không thay đổi được. Tại vì số seri nó vừa ra nhà sản xuất. Đây. Giờ thử điện nha anh Minh ơi. Đây nè, 01673 nè. Còn điện nha, mấy giờ bên ngoài là ổn. Đây nè. Ha. Ok rồi đó. Dạ. Sáng sửa các thứ vào cài đi. Ok. Ok đó. Rồi, mời ông anh đấy nha, bật nguồn. Rồi, chờ tí, chờ bên trong cống điện. Rồi, mời anh bật đi anh. Đó, ngày đó, đúng rồi đó. Rồi, ok. Rồi.
Quá đẹp không? Quá đẹp. Quá đẹp. Rồi, anh ngồi gần gần xuống tí đi. À, mà anh ngồi xuống coi cho nó cái tắc nghệ sĩ. Đó. Đây là ông anh. À, đàn XX7-20-9-20 về nhiều lắm. Quay vậy ok chưa? Hỏi anh có cần tắt video chưa? Rồi, thôi tắt mình tắt cũng được. Rồi, mình tắt đi ha. Ở giờ anh vô cài xâm lơ.